Hello, ok, chào anh. Nghe Rồi, rõ không anh? mình nghe tốt đây. Rồi, ok. Ok. Mấy bữa nay bận quá, bận này bận công việc linh tinh chứ không phải bận gì. Gần về Gần về rồi xong rồi cái anh chị em cô dì chú bác với lại ngày hôm qua báo cáo với anh là đi về Long Khánh ok. thăm bà ngoại. Bà ngoại nhắc quá trời luôn, nó đi về À. rồi, rồi sắp sửa nó đi về rồi tại sao nó không về tao này kia kêu la tội lắm dễ thương. Nói chung là sống để mà tất cả mọi người mà để chửi mình về cái vụ mà quên tại sao mà không về tao này kia là cái là mình thấy bình thường rồi. Rồi về về ở dưới thì các chị em dì, nói chung là người thân của ngoại con cái ngoại này rể dâu các cái vui, nói thẳng danh là đây là bà ngoại, là bà ngoại nuôi chứ Hiểu không phải là bà ngoại ruột, hiểu nhưng mà họ đặt vào mình một cái cảm tình quá lớn ngoại anh, đúng rồi anh, tức ngoại là ngoại quá lớn ngoại anh, mà cho nên vì bởi vậy cho nên ra mình rất là trân trọng cái điều đó. hiểu mà Mình cảm ơn cái người bà ngoại này rất là dễ thương. Bà ngoại nó dạ 82 dạ mà bà ngoại rất là khỏe ê anh. Bà ngoại rất rất là khỏe, đi còn đi xe đạp được mà ghê chứ, vậy vậy 82 đó tuổi đã xe đạp mà ghê. nói chuyện đi xe Anh đạp là quay nói chuyện đi xe đạp chiều ngày nay trời thương tôi anh. Mỗi ngày tôi chơi được mười mấy mai xe đạp Wow, vậy là cũng khá tốt rồi. Bà ngoại khỏe lắm, bà ai ngoại nào mặc dù là bà ngoại roi roi ốm nè, bởi vì không, nhưng mà đặc biệt là từ hồi xưa tới giờ không hề uống một viên thuốc nào ai cả nào anh. Và cái người phía bên ngoài đó là hầu hết những người ở định cư ở cái khu vực đó là toàn là người quản trị, nói thẳng là người quản trị. Mà cái người quản trị thì nó có một cái tập tục rất là hay anh, thường thường thay vì mình uống trà trà Thái Nguyên trà này trà kia thì ngược lại họ là uống, mình gọi là uống nước lá, cái lá kia gọi là gì, lá vối không phải lá vối, cái lá chè tươi, cái lá 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 chè xanh, lá chè tươi á, được tươi anh biết không. Rồi chơi xong tươi rồi rồi họ về họ rửa sạch sẽ rồi họ bỏ vào ấm họ nấu họ chắc rồi uống y, mà cái nước đó nghe nó rất là bổ anh, bổ nghe nó triệt tiêu nè, mỡ máu cũng không có này các cái, trà xanh nên nói chung là ngoại trà xanh á, trà xanh chè tươi ấy, mình gọi là chè tươi đó. chơi Ồ tươi à, đấy rất đúng rồi, rất là ngon anh. Thế thì qua một cái lá chè tươi đấy mình nấu nấu chè ngon lắm chứ nó không phải như chè khô. Chè khô có đúng cái rồi, này nó cái chè nó nấu ra lá cái nước có nó nấu cái lá mà xanh ai nào cái màu xanh mà xanh xanh và vàng ngà nó vàng, ươm đúng màu rồi, vàng, màu vàng xanh vàng xanh và đúng chứ vàng. không phải vàng vàng, uống rất là chất lượng. Thế thì suốt cuộc đời của ngoại ngoại đó tao không tốn viên viên thuốc nào cả, thế thôi mà thấy thương vậy rồi. Và Ngoại mừng cái ngon chiều là 82 tuổi ạ. mà biết sao không? Mà ngoại rất là minh mẫn Ngoại nha, không ngon. lẫn nha, không nó rất là hoạt bát và rất là vui vẻ, nhớ mặt từ đứa một Gì rồi, nhưng mà rất là dễ thương. Thế thì ngày hôm qua xuống tới nơi thì cũng đi ra ngoài trước, nói chung là gia đình bên ngoài thì con cái đều khá giả cả, có công ăn việc làm cả, rất là vui. Rồi cũng mua đồ ăn về, có anh nghĩ coi mình già rồi ăn cao gắt thì 2-3 đũa là xong xuôi rồi. Nhưng mà anh thấy hết món này tới món kia tôi dùng tôi ngọt quá tôi muốn xỉu luôn anh, với lại rất là ưa là hạnh phúc mà thẳng về là ngoại rất là vui vẻ rồi, rất là mình yêu mến gia đình của ngoại, kể cả các dì các cô luôn, rất là thân thiết, Anh bởi rất vì coi mình là một mình coi mình là một thành viên của gia đình đó, yes. mình rất là tôn trọng cái điều đó. Anh rất là Rồi may có mắn. nhiều câu rất là bà ngoại nói nhiều câu rất là buồn cười đó. Mày về đi, mày không có nơi ở, đây tao cho mày miếng đất trên đó, mày muốn làm gì mày làm. Thế thương gì đâu, có nghĩa là họ 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 nhiệt tình lắm anh, nhưng mà có cái điều là phải đúng người đúng nơi mới họ mới nhiệt tình chứ Đúng không phải bơ vơ anh. đúng rồi, Đúng dĩ rồi, nhiên rồi. rất rồi một lần nữa xin cảm ơn nhà gia đình ngoại rất nhiều, cảm ơn chú Trinh, chú Tuấn rồi chú Phương rồi kêu cảm ơn các dì đại khái vậy. Ok anh, thế thì ngày hôm qua đi về thì tôi tính tôi quay phim cái chuyện này rồi, nhưng mà tôi xỉn quá tôi quay đi không có được, tôi không có đi được là bởi vì Cái chuyện phim là không có gì ở ra. Long Khánh nó có một cái nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ Hồi giáo tôi tính được vào đó tôi quay live stream để tôi biết là, nhưng mà tôi xỉn quá tôi đi không có được, thì thôi bây giờ mình mượn lời mình nói thì ở ngoài Long Khánh tất cả những ai ở Long Khánh đều biết nhà thờ ở ngoài Long Khánh có một nhà thờ Hồi giáo, và cái này cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà có điều như vậy là cái theo mình biết á, những người mà chung quanh hỏi là những người theo đạo Hồi này của người Việt mình họ họ hiền lắm, họ Đúng không có rồi, cái họ gì gọi mình là nói rất hiền đó. họ hiền lắm, không Hiền có vô cái gì gọi cùng, là, hiền nhất. nhưng mà hiền vô cùng mà không có gì xảy ra, bởi vì mình ước ao là mình ngẫm đi mình ngẫm lại
phải chi cái đền thờ Hồi giáo mình ở Việt Nam hả? Bên đền Ok. thờ Jerusalem nó biển Ok. nó Bên mọc rễ, nó bay Việt Nam nó Nam cắm vui cái Long Khánh là đúng luôn, là bảo đảm tin anh là khỏe re là vui rồi phải không, hòa đâu bình có đỡ chịu đánh nhau. hòa bình. Đúng rồi, đó là cái đề. Nhưng mà nó có một cái ấn tượng, cái người xung quanh ở cái nhà thờ đó, thì cái nhà thờ đó theo môn phái nào không biết, mà nhưng thường thường họ là không ăn thịt heo, họ Đó. không ăn thịt heo. Thế thì nhưng mà cái chuyện những cái tín đồ của nhà thờ Hồi giáo thì mình cũng biết rồi, tại vì ngày xưa mình làm trong hãng á, thì nó cũng có những người Africa để vào đó để mình đi làm trong hãng anh Thomson Reuters, tôi có hãng của tôi Ok, làm đó. hiểu. Thì thế thì nhưng mà họ không có đậu được là bởi vì cho thử việc á, cho thử việc biết không, là họ bị rớt. Cái lý do là ta đang làm việc ngon Đúng lành, cái tới giờ cái ông trải rồi. chiếu ông trải miếng đồng xuống, ông lại riết thôi. Super vai hỏi tao bướng mày vô đây mày làm hay là mày vô mày lại, ủa ác. Hai ba lần đuổi việc, không cho vô nữa. Thế thì mình cũng tôi buồn cười. Rồi. Có Phương Đồng Tùng, có Phương Đồng Có Phương Tùng Tùng à? cũng tham gia. Phương Đồng Tùng là có một anh chàng Việt kiều của Mỹ về Việt Nam đã làm kinh tế. Anh chàng này và làm kinh tế mà rất là vui, rất là dễ thương, bởi vì không có cái gì mà về đất nước mình mà nhiệt tình mà giúp cho đất nước mình là mình vui. Cái thứ như vậy miễn đừng phá hoại thôi à, mình khoái lắm. Tiếp với câu chuyện mà nhà thờ Hồi giáo, thì nhà thờ Hồi giáo bà người dân ở đó nói là ở đây á không có gì đẹp bằng cái nhà thờ Hồi giáo mà có cái đám cưới của cái người con của người Hồi giáo, ngay là người đám cưới anh, nó trang hoàng cái Vui nhà thờ lắm anh lộng ơi, lẫy lắm, trời lộng ơi, lộng lẫy lắm, trời ơi, họ dễ lộng thương, lẫy họ lắm. vui lắm anh ơi, họ dễ Có nghĩa là khi mà họ có đám thương cưới lắm. á, thì cái nhà thờ Hồi giáo nó rực lên một cái Yeah. màu gọi là kinh Yes. đó đó, là người ta ấn tượng là cái điều đó thôi. Yes. Còn cái chuyện mà sâu xa trong đó thì cái chuyện mà kinh này kia rồi làm lễ này kia thì mình không cần biết, nhưng mình mới biết là những người dân ở nhà thờ Hồi giáo, những người đi theo đạo Hồi ở phía Long Khánh họ hiền Đúng lắm, rồi và anh. họ giống như bao nhiêu tôn giáo khác ở trên Việt Nam mình, họ cũng hiền lắm anh, nó không Họ có gì đó. họ còn hiền những người khác, Đúng họ rồi, họ họ người không làm người gì đó. người người Hồi giáo ở Việt Nam hiền hơn tất cả những người theo tôn giáo khác, tôi biết là Đúng như vậy. rồi. Tôi nói anh nghe này, Ở ở Sài Gòn thì cũng có cái nhà thờ có Hồi giáo nữa. đúng rồi, ngày xưa đó anh, trên trước cửa chợ Hòa Hưng có chừng năm sáu lập 6566, lúc đó mình còn có cái nghĩa địa của người, nghĩa trang của người Hồi giáo, tức là họ có một cái nghĩa trang ở trong đó. Thì người Hồi giáo mình ở Việt Nam là họ rất hiền, tại thế này này, không có cái người nào người người ta không thể giữ được, khi mà một ngày người ta cầu kinh 3 7 lần, ông cầu kinh mà tại sao mà ông một ngày ông cầu 7 lần ông, thì nó phải làm con người ông hiền lành lại. Mà quả thật người Hồi giáo ở ở ở Á Châu nói Ủa chung Phương Đông Tùng, anh mời em mà sao không lên được? Em để máy ngang đó Phương Đông Tùng, em để máy ngang á. Ok, em gửi yêu cầu lại đi. Anh đưa ở đường Nguyễn Văn Trỗi, nhà thờ Hồi giáo, anh Phương Đông Tùng nó ở đường Hồi giáo. Mình nói cho nó nôm na như vậy là mình không biết, mà bởi mình có một cái nhận đầu là mình dồn bên kia chiến sự của thằng Palestine với Hamas với lại thằng Israel, mình thấy nó kinh khủng quá. Nhưng ngược lại ở miền đất dài hình cũng như chữ S của Việt Nam mình cũng có nhà thờ Hồi giáo nữa, cũng có dân Hồi giáo nữa, nhưng mà họ hiền lắm anh, họ khác biệt 100%. Họ cái sự hung hăng rồi những cái sự gọi như là hiếu chiến này này kia không, hoàn toàn không thấy một cái gì cả. Và mình thấy công nhận được cái điều này. Mình mới nói là không biết nói làm sao, nhưng mình nói vậy, bất cứ cái chuyện nào mà hung dữ ở đâu mà đến đất nước Việt Nam mình lại tự nhiên họ hiền đúng hòa đó anh. Mình nói mà nói kia vậy, bởi đây Việt Nam cũng có đạo Hồi vậy, rồi cũng có nhà thờ, cũng có tín lực, cũng có tín đồ vậy, nhưng mà họ ôi thôi họ hiền lắm anh. Người dân bán địa người dân địa phương đó nói cái này vui nhất là khi cái nhà thờ này mà tổ chức đám cưới, vui lắm tổ chức đám cưới là đẹp lắm mà anh. vui lắm, đại khái vậy đó. Thì lát nay tôi quay rồi, tôi đi quay rồi, chiều mẹ nó xỉn cha nó mất rồi, đi không có nổi nữa đâu. Ok ngày rồi. ngày ngày xưa đó, hồi tôi có từ năm 13 tuổi tới năm 11 tuổi đến năm 14 tuổi, tôi có người bạn nó học chung với tôi, nó tên nó là Ali, tại vì cái phần A đó, nó À đúng tên nó là Ali. đúng là a la Họ ali ali đủ Ali đủ thứ. thì cái thằng cha đó, đó là mình cũng không nhớ họ, nhưng mà chỉ nhớ là tên đó Ali, tại đầu sổ mà vô điểm danh là Ali. Đâu rồi Thì tôi không rõ nhớ, ràng rất là hiền, cao người ngay cao ráo, rất là hiền lành đàng hoàng.
Cái này là anh cái người thì nói chuyện Hồi giáo, tức là ở Á Châu mình á, có một quốc gia mà coi như là có số người tín đồ Hồi giáo nhiều nhất thế giới, là cái nước đó là nước Indonesia đây. Đấy. Indonesia, rồi. Indonesia đó là cái nơi mà họ tập họ có một số dân đi theo Hồi giáo nhiều nhất. Và cách đây 2 ngày thì hải quân của Indonesia họ có gửi một cái tàu bệnh viện lên cái dải Gaza Strip đậu ngoài khơi để mang những để có thể giúp một số người nào ở trong Gaza Strip, thì Gọi là tàu bệnh viện tàu á, bệnh viện tàu à, bệnh viện tàu bệnh viện. bệnh viện thì đến khi mà đó thì tôi mới biết rằng là ở trong Gaza Strip là cũng là chính phủ Indonesia có xây một cái nhà thương ở trong đó, thì rồi cái nhà thương nó bị bom rồi mà không biết, bị bom thì mình thấy thế này này, thì mình thấy là cái phản ứng của mỗi một con người trước một cái thảm cảnh ấy, thì người ta phản ứng khác nhau. Thì mà mình cũng rất mừng đó là mình nhìn thấy ở Á Châu mình có cái ông Indonesia, hải quân cũng mạnh, người ta không gửi tàu chiến đến, người ta không gửi tàu ngầm đến, không có gửi súng đạn đến, mà ta gửi một cái tàu chữa bệnh đến. Nhân đạo, nhân Mình đạo, rất là xúc động, nhau mình tại đúng tại rồi. tại vì không ai làm cả, đặc 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 biệt là mình nhìn thấy không ai làm cả, người ta chỉ hô hào đánh nhau lớn thôi, nhưng mà người Indonesia họ làm, mình thấy rất là xúc động á, xúc động vô cùng. Cái đấy là cái chuyện nhà thờ đạo Hồi của anh. Ok anh. Thế thì nói thẳng với anh biết là mình thì cũng hay đọc báo mỗi ngày, và những cái tin tức của mặt trên báo nó nổi hàng ngày về cái chiến sự của Ukraine và Palestine này kia, thì mình mới thấy càng ngày nó càng tàn khốc anh. Và hôm nay nghe nói là ở Liên Hợp Quốc là 47 quốc gia lên kêu gọi là ngừng bắn ngay lập tức và cứu trợ những người mà bị thương, bị này kia, nói chung là để cho những cái đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc vào đây. Nhưng mà cái tiếng đó nó đưa vào giống như không trung vào vô vọng, có nghĩa là họ nó vẫn leo thang, và nó vẫn mình không hiểu như thế nào. Nhưng mà có điều mình rất là mình cái thương cho những người dân vô tội, là bởi vì sao mình nói lên cái câu này là mình không phải mình mà mình nói bằng miệng, nhưng bởi vì tôi với anh Chạy cũng đã loạn từng trải qua chạy loạn rồi, cũng đã từng rồi. Thế thế cho nên ra mình nói bằng cái cách là mình thương cho những cái số phận của người dân của hai miền, có là kể cả Israel và kể cả Palestine luôn. Như vậy anh mới hiểu rằng ước ao họ sống hòa bình, sống giống như người Việt Nam mình. Bởi vì tôi thường hay, bởi ngay từ giờ phút này tôi anh không biết anh sao, chứ còn tôi thấy thường thường tôi lấy Việt Nam tôi làm cái thước đo, bởi vì tôi nghĩ là lấy Việt Nam làm cái thước đo là chuẩn nhất, là bởi vì dễ sao, nhất tại là mình dễ hiểu, nhất, mình hiểu, đã từng trải, anh hiểu không, kinh nghiệm có rồi, từng trải rồi, tương tự, thành ra mình mới thấy cái điều này đối với cái người Việt mình mà ngay được hạnh phúc ngay tại thời điểm này, mình biết ơn những cái điều đó xảy ra, đã thành công về mọi mặt. Và mình phải nói cái điều này thì mình lấy Việt Nam làm một thước đo thì mình không hiểu, và mình cũng không cần biết là cái chuyện mà các lãnh đạo của các nước đó là nghĩ suy như thế nào. Nhưng mà mình thấy anh hiểu không, một tháng trời, chỉ có một tháng vỏn vẹn một tháng thôi, mà người dân Palestine với Israel chết mười mấy ngàn người, mà trong khi đó cái dân số của họ chỉ có 2 triệu người thôi. Anh thấy nó không, nếu nếu mà nhân nếu mà tỷ lệ nó khủng khiếp hơn, nó khủng khiếp hơn chính là Việt Nam nhiều. Mà nếu mà cái tình trạng này mà xảy ra 20 năm, 21 năm giống như Việt Nam Cộng Hòa hoặc là Còn gì nữa thì còn gì nữa đâu mà nói anh. Còn tuyệt chủng luôn. Tuyệt chủng luôn. ghê Đó, quá, họ họ đánh một trận chiến kinh hồn thật. Anh biết không, tin tức bây giờ tôi không có coi nữa nha anh. Chiều ngày nay tôi về tôi mở ra một tí, tôi thấy cái cảnh chạy loạn này, người dân tôi đi chạy loạn đúng rồi, mà chạy phòng bế nhau đấy, mà họ đi bộ không anh, không có xe, hết xe rồi, họ đi đâu bộ, có xe cộ, không họ có gần xăng điện nước gì, họ toàn bộ không có gì hết. họ họ đi bộ
mà họ gồng gánh, nhưng mà trời thì nóng, nước thì không có, mà họ đi bộ. Có những người may mắn thì cũng có, lâu lâu có người có cái con lừa nó kéo cái xe, còn có là mình thấy hoàn toàn đi bộ. Không, mình nhìn thấy mình không không dám coi đấy, sao tôi nói Thầy mình muốn coi nữa. cảm quá sức, Tại vì cái hình ảnh mà người dân đi chạy loạn này, mình đã bị ám mình có nhìn ảnh rồi anh. thì mình có nhìn thấy, nhưng mà tôi thấy cái lần này cái người dân Palestine họ đi họ chạy loạn thấy dã man hơn là cái mấy lần chạy loạn của Việt Nam, tôi nghĩ vậy đó chả. Đúng rồi. Họ bị chạy loạn mà Gì tôi truy cùng đuổi tận, đấy truy cùng đuổi là tận. tại vì tôi nhìn thấy dân dân mình chạy loạn năm 1968, tức là ở Sài Gòn đó. Đấy, tức là mình ở Sài Gòn thì chỉ mình biết thôi. Mình nhìn thấy 2 lần người dân bị chạy loạn, mình dân bị chạy loạn thì rất là. Còn tôi nhìn cái người dân mà Palestine kỳ này nè, họ chạy loạn, mình nhìn mình rúng động, mình thấy tội nghiệp thật đó. Là đàn con nít, người lớn, đàn ông đàn bà cứ thế mà đi bộ, cứ thế mà đi bộ mà người Mà trên tay anh biết không có rằng cái gì cả, kinh thật. cái xứ sở của Palestine với lại Hamas với lại Israel là anh nghĩ rằng nó là sa mạc, mà Đúng rồi. nó không có cái gì trơn, nó không có cây, không có cối, không có nhà, không có cửa, toàn xung quanh là toàn là đất đất với đá với cát không à, nó không có một cái mái, một không có một cái mái che, không có một bóng Sa cây. mạc. Trong khi đó cái đất nước Việt Nam mình ngày xưa anh đùa mối không, mình cũng là một cái đất nước yêu ôn đối, vẫn còn cây cối, vẫn còn tre, vẫn còn ruộng, vẫn còn kêu người ta bồng bế, người ta đi người ta thấy thảm rồi, bây giờ nó còn thảm hơn. Nhìn kinh quá. Tại vì tôi mắt tôi nhìn thấy 2 lần chạy loạn, cơ hội mà tấn công mậu thân đó, thì người Việt Nam mình ở Sài Gòn lúc đó mới chạy loạn rất là ok, không có gì cả, không có khổ, không có kinh bằng những thằng cha này. Tôi người Palestine thì họ chạy loạn nhiều lần đó rồi, nhiều lần đó rồi, nhưng mà đây là chiều ngày hôm nay nè, cách đây 1 tiếng đồng hồ tôi nhìn cái cảnh, tôi mở tivi tôi nhìn cái cảnh chạy loạn, tôi coi một tí tôi tắt tôi không coi, tôi nhìn thấy cái tội nghiệp, người ta toàn đi bộ nhưng mà nó đi đầy đường mà trời thì nóng mà không có thằng cha nào trên tay có một cái gì cả, nó đi tay không như vậy chứ kinh thật đó chứ. Có lâu lâu mới Nước gặp là cái uống xe ở không có nước luôn anh. rồi tôi nghe cái ông cố vấn an ninh quốc phòng của ông Joe Biden á, cố vấn an ninh quốc phòng rất Sullivan á, lên TV nói như là không thể nào mà oanh tạc vào nhà thương, không thể nào, ông nói nó là tại vì thằng cha rất rất Sullivan là nó không phải là người Do Thái, thành thử nó có con mà nó là cố vấn an ninh quốc gia, thành thử nó mà nó rất phẫn nộ. Ông Biden có thể ông không có dám nói nhưng mà cái thằng cha này nó dám nói, nó không thể nào anh tạc vào nhà thương. Thì không biết tại sao là hôm nay là mình lại nói với